Chồng cũ Nhật Kim Anh chính thức công khai bạn gái, danh tính gây sốc là nàng hậu khét tiếng V-Beat. Mới đây, một số hình ảnh chồng cũ Nhật Kim Anh, doanh nhân Bửu Lộc hẹn hò với diễn viên Bella Mai nhanh chóng gây chú ý. Cả hai đều đã công khai mối quan hệ với gia đình và bạn bè. Bella Mai từng đi nghỉ dưỡng cùng gia đình bạn trai tại Nha Trang hồi tháng 6. Được biết, Bella Mai tên thật là Mai Thị Hồng Dung, sinh năm 1993, có chiều cao 1m68 với số đo 3 vòng 84-60-90. Năm 2017, cô từng đại diện Việt Nam và đoạt ngôi vị Á hậu 1 cùng giải thưởng phụ tại cuộc thi Hoa hậu du lịch Hoàn Vũ 2017. Trước đó, cô tham dự cuộc thi Hoa hậu bản sắc Việt toàn cầu 2016 và vào top 3 thí sinh được bình chọn nhiều nhất. Bella Mai tốt nghiệp trường sân khấu điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh. Cô từng tham gia phim Mùa oải hương năm ấy, Mặn hơn muối, Nếu còn có ngày mai. Ngoài ra, cô tham gia các phim điện ảnh như Đích tôn độc đắc, Oán. Nữ diễn viên Nếu còn có ngày mai cho biết, dù có sự nghiệp ổn định, cuộc sống đủ đầy nhưng cô vẫn miệt mài làm việc để báo hiếu bố mẹ và giúp đỡ anh chị em trong nhà. Đầu năm 2023, vào dịp Valentine, doanh nhân Bửu Lộc công khai mối quan hệ với Bella Mai khi đăng một bức ảnh hai người khóa môi trên trang cá nhân. Mới đây, Sao Star đã liên hệ với diễn viên Bella Mai để xác minh nghi vấn hẹn hò chồng cũ Nhật Kim Anh. Cô nàng chia sẻ, tôi hiếm khi chia sẻ về cuộc sống riêng tư của bản thân mình. Đến một thời điểm thích hợp, mọi thứ tốt đẹp tôi sẽ thông báo đến quý khán giả. Được biết doanh nhân Bửu Lộc từng là chồng cũ của Nhật Kim Anh, cả hai có chung với nhau một cậu con trai kháu khỉnh. Vụ ly hôn ồn ào của Nhật Kim Anh và chồng từng khiến báo giới tốn không ít giấy mực. Sau nhiều lần ra tòa tranh chấp, bất đồng quan điểm, cuối cùng Nhật Kim Anh để Bửu Lộc nuôi con với điều kiện cô có thể về thăm quý tử bất cứ khi nào. Vào chiều ngày 24 tháng 6 vừa qua, Nhật Kim Anh chia sẻ khoảnh khắc gặp mặt quý tử ở Sài Gòn. Nữ diễn viên cho biết đây là lần đầu tiên cô chủ động đón con nghỉ hè, người đẹp còn đưa nhóc tì đi làm quen với những người bạn mới. Cô hào hứng nói thêm, lần đầu tiên nghỉ hè, em được lên Sài Gòn với mẹ, mới ngày đầu đã làm quen với mấy anh trong xóm rồi, hi hi, ú nhất nhóm luôn, đi khoe cái bụng ông địa may mắn suốt luôn. Bên cạnh đó, nhiều khán giả đều hy vọng Nhật Kim Anh và con trai sẽ cùng nhau tạo nên kỷ niệm đẹp, yêu hai mẹ con. Cô chúc Tin và mẹ có kỳ nghỉ vui vẻ bên nhau nhé. Em được lên với mẹ lâu không chị Kim Anh ơi, mong là lâu lâu xíu cho hai mẹ con được đi nhiều nơi nhé. Yêu thương lắm luôn. Ngoài ra, khi trả lời bình luận của người hâm mộ, nữ diễn viên cho biết cô chỉ đón con trai lên chơi trong vòng 3 ngày. Ở thời điểm hiện tại, Nhật Kim Anh và chồng cũ duy trì mối quan hệ tốt đẹp, cùng nhau nuôi dạy, chăm sóc quý tử đầu lòng. Trước đó, cả hai từng trải qua thời gian đấu tố vì quyền nuôi con. Sau một thời gian, nữ diễn viên thắng kiện, mọi khúc mắc tranh cãi giữa cô và đối phương đã được gỡ bỏ. Ngày 3 tháng 7 vừa qua, trên trang cá nhân của mình, chồng cũ Nhật Kim Anh đã chia sẻ loạt ảnh đưa con trai là bé Tin đi du lịch ở một resort sang chảnh. Anh hào hứng chú thích rằng, cùng nhau xuống biển, cùng nhau lên núi, bé Biểu Long cao lớn phồng phao vô cùng đáng yêu, nhóc tì thoải mái vui chơi và tạo nhiều biểu cảm nhắn nhít gây cười cho phụ huynh. Điều gây chú ý hơn là cả trong chuyến đi này, doanh nhân Bửu Lộc còn đưa cả bạn gái mới đi cùng, cả hai vô cùng tình tứ trong từng khung ảnh. Tuy nhiên, chồng cũ Nhật Kim Anh chọn góc nghiêng hay góc xa để giấu mặt bạn gái, còn với bức ảnh cận mặt duy nhất thì nửa kia của anh đã dùng khăn choàng che kín dung nhan, có vẻ như Bửu Lộc không muốn người yêu dính thị phi lời ra tiếng vào vì mình.